Kể từ khi Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Tân và các thế lực thù địch đã tìm mọi cách, dùng nhiều thủ đoạn để ngăn cản, không cho Việt Nam được bầu làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, cơ quan có vai trò quan trọng hàng đầu trong hệ thống Liên Hợp Quốc, trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Một tuần trước khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu bầu các thành viên vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Tân cho đăng tải bài viết Cộng sản Việt Nam không xứng đáng là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và bài Việt Nam không đủ tiêu chuẩn vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Các bài viết này nêu các hoạt động của Liên minh các tổ chức nhân quyền phi chính phủ và hoạt động của Đảng Việt Tân nhằm kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc không bỏ phiếu bầu cho Việt Nam và một số nước khác làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Ngày 11 tháng 10 năm 2022, tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu 14 quốc gia làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2023-2025, trong đó có Việt Nam. Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, càng khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được củng cố và nâng cao. Việt Nam được các nước tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, trước hết, đó là sự tín nhiệm về thành tựu phát triển kinh tế, trong đó luôn luôn lấy con người làm trung tâm, động lực, mục tiêu của sự phát triển. Tiếp đó là sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế về đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam trong các cơ chế của Liên Hợp Quốc. Việt Nam là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, là cái tát thẳng cánh vào mặt Hoàng tử Duy Tổng Bí thư Đảng Việt Tân, là bằng chứng hùng hồn phản bác lại luận điệu tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của Việt Tân và các tổ chức phản động, là vết gạch chéo đậm nét vào hồ sơ nhân quyền, hồ sơ biểu quyết của Liên minh các tổ chức nhân quyền phi chính phủ nêu trên. Về khía cạnh quyền tự do Internet, ngôn luận, báo chí, sử dụng mạng xã hội, Việt Nam đang đứng top đầu thế giới. Việt Nam có tới 150 triệu kết nối Mobi, khoảng 70 triệu người dùng Internet. Hạ tầng 3G trên 4G đã phủ sóng 99,8% dân cư, và Internet cáp quang đã tới 98% số phường xã. Tự do báo chí được thể hiện cụ thể, với việc cả nước có khoảng 800 cơ quan báo chí, hơn 100 báo có hoạt động báo điện tử, hơn 600 tạp chí, 25 cơ quan báo chí điện tử độc lập. Với việc Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc lần thứ hai, điều này không chỉ làm sâu sắc thêm sự hội nhập vào hệ thống quốc tế, mà còn đem đến cơ hội thúc đẩy hơn nữa quyền con người trong khu vực. Đồng thời sự kiện này đã thêm một lần nữa phơi bày sự hèn hạ, vu khống trắng trợn về Việt Nam vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của Việt Tân, cũng như sự thất bại ê chề, nhục nhã của Đảng Việt Tân trước dư luận quốc tế.